sàn Thạch Anh chuẩn Đức Cobbler hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên các cổng Sports. Manchester United đang chờ đợi những sự thay đổi, nhưng đến lúc này thì họ cần phải tìm được sự ổn định trước đã, bởi phong độ thời gian gần đây của Manchester United là rất phập phù. Họ đã có những chiến thắng rồi sau đó lại là một thất bại hoặc một lần chia điểm. Và ngày hôm nay thì Manchester United sẽ tiếp đón Tottenham Hotspur, một đội bóng luôn mang đến thứ bóng đá giàu tấn công tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, mới chỉ có được duy nhất một bàn tại Ngoại hạng Anh mùa giải này mà thôi. Đây sẽ là một trận đấu để Rasmus Højlund thêm cơ hội nữa chứng tỏ năng lực của mình. Bàn vào lưới của Manchester United cả 4 lần anh đụng độ với Quỷ Đỏ Thành Manchester thì cả 4 lần anh đều có kết quả hòa. Garnacho, Bruno Fernandes, hợp lý, Marcus Rashford. Rashford lọt vào, Marcus Rashford chưa thể dứt điểm. Rasmus Højlund, Højlund vào. Bàn thắng mở tỷ số đến rất sớm tại Old Trafford vào những ngày cuối tháng 12, và bây giờ sang đến tháng 1 của năm mới thì Rasmus Højlund đã tiếp tục lập công. Một tình huống mà Manchester United đã phát động từ vị trí của Andre Onana, có vẻ như không có lỗi việt vị của Marcus Rashford. Không hề có lỗi việt vị của Rashford. Højlund đã bất ngờ làm ngăn cản đi những bước chạy của Rashford, nhưng hóa ra đó lại là một tình huống mà giúp cho anh có được cơ hội để có thể thực hiện cú đá bằng chân trái rất căng. Mặc dù bóng đi gần so với vị trí của Vicario, nhưng trái bóng đi quá hiểm hóc khiến cho thủ môn của Tottenham Hotspur không kịp trở tay. 1-0 dành cho đội chủ nhà. Cú dứt điểm tung nóc lưới của Rasmus Højlund, lực rất căng ở một vị và Højbjerg. Không phải là một tình huống cố tình của John Evans. Dứt điểm của Rashford và trái bóng đã không thể đi theo đúng ý tiền đạo người Anh. Đường chuyền khá tốt. Rồi lên bóng cho cầu thủ Tottenham Hotspur, Pedro Porro. Đá đầu tiên của Porro. Anh là hậu vệ có nhiều kiến tạo thứ hai chỉ sau Trippier của câu lạc bộ Newcastle, nhưng có khả năng chạy chỗ rất hay. Cơ hội cho Timo Werner khá nguy hiểm. Cực kỳ ấn tượng của các cầu thủ Tottenham Hotspur. Brandon Johnson cũng là một trong những cầu thủ có khả năng kiến tạo cực tốt. Thật may cho hệ thống phòng ngự của Manchester United là con đó Johnny Evans, người cũng có khả năng chọn vị trí. Đánh đầu! Lạc qua của trận này. 54% số tình huống lên bóng ở hành lang cánh trái. Ít phút vừa qua chúng ta đã thấy những trung vệ, những hậu vệ của Manchester United liên tục phải phá bóng trước khung thành. Trước đó là Evans và bây giờ là Dalot. Cú đánh đầu vào! Đây đang là những ngày tươi đẹp nhất của Richarlison tại Tottenham Hotspur. Nào, rất thân thiện cho những khán giả có mặt tại Old Trafford vào lúc này. Một cú đánh đầu tuyệt vời. Tình huống mà anh đã bật nhảy cực tốt trước những sự đeo bám của các cầu thủ áo đỏ. Wan-Bissaka là người đã không thể ngăn cản được số 9 của Tottenham Hotspur. 6 vòng đấu liên tục gần đây tại Ngoại hạng Anh. Hành lang cánh nhiều hơn. Timo Werner. Timo Werner có thể dứt điểm. Vượt trội hơn so với những gì mà Man United đã làm được. Brandon Johnson. Johnson. Garnacho. Alejandro Garnacho. Không có lỗi của Duce. Garnacho đang yêu cầu một quả penalty nhưng thật khó. Đúng là có một cái ôm thật. Chờ xem liệu VAR có vào cuộc không. Xuất. Cầu thủ áo trắng cũng đang lùi về rất nhanh. Điều chuyền không thể, rất nguy hiểm. Những quả tạt tới từ cánh trái của Manchester United đang khiến cho Tottenham Hotspur gặp khó trong việc phòng ngự. Nhưng đây cũng là pha bóng mà các cầu thủ áo đỏ có vẻ như đã việt vị. Cú đánh đầu có thể nói là hú vía. John Evans. Højlund. Rashford đã liên tục xin bóng. Rashford. Højlund. Marcus Rashford. Vào!
Những người đang thi đấu rất gần nhau trong vòng cấm địa của Tottenham Hotspur. Vào đúng thời điểm đối đầu với một trong những câu lạc bộ là ứng viên cho top 4. Đó là Tottenham Hotspur. Vài phút trước, Man United đã tiến đến gần bàn thắng. Và ở tình huống này thì đó là một bàn thắng, một phần lập bập của hàng phòng ngự Tottenham Hotspur đã khiến cho họ phải trả giá với bàn thua này. Pedro Porro mặc dù đã ngăn cản những bước chạy của Rashford trước đó, nhưng trái bóng này nó vẫn tìm tới Rashford bởi một cái duyên. Cái duyên giữa Højlund và Rashford. Bàn đầu tiên của Marcus Rashford trên sân nhà Old Trafford tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Đường chuyền hay. Timo Werner. Chọn vị trí tốt, tốc độ tốt, di chuyển tốt, nhưng dứt điểm thì vẫn chưa tốt. Ở tốc độ này thì đúng là Pedro Porro. Đánh đâu? Không vào. Thiếu chút nữa đã có bàn thắng cho Spurs. Pedro Porro. Hỏi mẹ tuyến đây. Không chính xác. Nguy hiểm tới hàng phòng ngự của Manchester United. Đây không phải lần đầu tiên mà các cầu thủ Tottenham Hotspur chiến thắng ở khung chiến. Trước đó là Bẹt Tàn Cờ, bây giờ là Cristiano Romero. Rất may cho Andre Onana và Manchester United là cú đánh đầu này đi thiếu chính xác. Nếu không thì tỷ số đã là 2-2. Hotspur. Timo Werner. Tottenham Hotspur trả lời. Timo Werner. Cơ hội. Bentancur. Hai đều cho gà trống Tottenham Hotspur. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Tottenham Hotspur đã triển khai bóng từ phần sân nhà. Có lẽ là không có lỗi việt vị của Timo Werner. Bentancur đã di chuyển một cách cực kỳ thoải mái. Không hề có một pha áp sát nào từ phía John Evans. Đó là điều mà tôi đã chia sẻ với quý vị ở trong quãng thời gian đầu của hiệp đấu thứ hai này. Khi mà Tottenham Hotspur không thể đưa bóng vào tuyến giữa thì khả năng tấn công của họ bị giảm sút. Nhưng đây là tình huống mà họ đã làm được điều đó với khởi nguồn từ Oliver Skip. Và sau đó thì Timo Werner cũng đã có được kiến tạo đầu tiên cho Tottenham Hotspur. Một cú đá. Romero. Oliver Skip. Richarlison. Tottenham Hotspur đang có những đường truyền xuyên phá rất hay. Vai trò của Oliver Skip đã được thể hiện rõ ràng hơn trong hiệp 2 của trận đấu. Cơ hội để dứt điểm. Bruno. Wan-Bissaka. Scott McTominay. Dứt điểm. Mà còn đó là những cầu thủ áo đỏ xung quanh anh. Garacho bên phải đang chờ một đường chuyền, nhưng góc sút rất rộng mở dành cho Scott McTominay. Chỉ đáng tiếc là cú đá này thiếu chuẩn xác mà thôi. Đá phạt góc cho Tottenham Hotspur. Có tuyến này. Oliver Skip. Wan-Bissaka. Cú đá bù giờ cuối cùng. Garnacho tạt vào. Đánh đâu. Không thành công. McTominay thì tất cả đã nghĩ rằng đó sẽ là một tình huống đánh đầu làm tung mảnh lưới của Vicario. Nhưng dù đã rất chìn chu rồi, trái bóng ấy vẫn đi vào xa ngang. Rất đáng tiếc cho Manchester United và cá nhân của Scott McTominay. Trận đấu giữa Manchester United và Tottenham Hotspur đã khép lại với tổng cộng 4 bàn thắng được ghi. Manchester United đã 2 lần vượt lên dẫn trước, nhưng cả 2 lần thì Tottenham Hotspur của huấn luyện viên Postecoglou đều đã có bàn thắng gỡ hòa. Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Cốp Lờ hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên các cổng Sports.